Kính chào quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của Báo Người Lao Động hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 5. Kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Ngày 4 tháng 5, chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4, 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá sát tình hình thời gian qua, chỉ rõ những kết quả, thành tựu đạt được, các tồn tại, hạn chế. Cùng với đó, nhận định tình hình thời gian tới, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp vừa mang tính chất căn cơ, lâu dài, vừa có giải pháp tình thế. Trước mắt, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần giải pháp cần có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó. Về một số bài học kinh nghiệm thời gian qua, Thủ tướng nhấn mạnh luôn bám sát tình hình để phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu triển khai công việc, ngay từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn. Về nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 5, Thủ tướng nêu rõ việc chuẩn bị hội nghị trung ương và kỳ họp Quốc hội, các công việc đột xuất như ứng phó với tình hình hạn hán, thiên tai. Sáng sớm mùng 4 tháng 5, một số khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh đón những cơn mưa giải nhiệt. Đây là những cơn mưa chuyển mùa, báo hiệu thành phố Hồ Chí Minh cũng như toàn khu vực Nam Bộ sắp bước vào mùa mưa. Theo ghi nhận, một số khu vực như thành phố Thủ Đức, quận 8, huyện Bình Chánh có mưa từ sáng sớm mùng 4 tháng 5, trận mưa kéo dài khoảng 15 phút. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong sáng cùng ngày, mây dông phát triển, gây mưa rào ở khu vực thành phố Thủ Đức và các quận 4, 7, Bình Thạnh. Một số khu vực ở thành phố Thủ Đức và các quận 4, 7, Bình Thạnh còn có dông, sét. Ngoài ra, khối mây phát triển và di chuyển về phía khu vực lân cận như Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, quận 3, quận 4, quận 12, gây mưa rào và dông. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 15 mm, có nơi trên 15 mm. Từ 2 đến 7 ngày tiếp theo, Nam Bộ có mây thay đổi, cường độ nắng nóng có xu hướng giảm dần và thu hẹp. Theo dự kiến, ngày 15 tháng 5 tới đây, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ tiến hành xét xử phúc thẩm với 11 bị cáo và 3 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo trong đại án Việt Á. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Theo đó, bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế, Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương, Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, kháng cáo với nội dung đề nghị xem xét, đánh giá lại đúng bản chất của vụ án và tội danh đối với bị cáo. Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Long 18 năm tù. Bị cáo Phan Quốc Việt bị tuyên phạt tổng cộng 29 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 6 giờ sáng mùng 4 tháng 5, tổng cộng đã có 529 ca nhập viện chữa trị do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm băng phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đang điều trị 352 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Cao Xu Đồng Nai 23 ca, chuyển viện 11 trường hợp, cho xuất viện 38 trường hợp, cấp toa thuốc chữa trị tại nhà do bệnh nhẹ là 105 người. Như vậy, số bệnh nhân mới nhập viện điều trị trong ngày mùng 3 tháng 5 là 81 ca, giảm mạnh so với ngày trước đó. Sau 4 ngày xảy ra vụ việc, có 117 trẻ em bị ngộ độc, trong đó 8 trường hợp nặng đang chữa trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, chủ tiệm bánh mì Băng Phương Trần gia đình đã kinh doanh gần 20 năm nay và chưa xảy ra điều gì bất thường. Vì vậy, sau sự việc lần này, gia đình rất lo lắng. Nữ chủ tiệm cũng cho biết về quy trình chế biến một số nguyên liệu bánh mì như thịt pate tự làm, ngò, dưa leo, đồ chua, nước sốt. Theo bà, tiệm bán bánh mì của gia đình được nhiều người ở thành phố Long Khánh biết đến. Về nguồn gốc thực phẩm gia đình lấy về hay thực phẩm tươi sống để chế biến, tự làm, chủ tiệm cho hay đều lấy từ mối quen nhiều năm nay và chưa xảy ra điều gì bất thường, chưa gây ngộ độc bao giờ. Giá vàng trong nước sáng nay, 4 tháng 5, tiếp tục tăng vọt, đặc biệt, giá vàng miếng SJC chỉ còn 100.000 đồng nữa sẽ chạm mốc 86 triệu đồng mỗi lượng. Đáng nói, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng vào cuối tuần trong bối cảnh giá vàng nhẫn và vàng thế giới ổn định. Lúc 9 giờ ngày 4 tháng 5, công ty SJC niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 83,5 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 85,9 triệu đồng mỗi lượng chiều mua vào, giữ nguyên nhưng chiều bán ra tăng thêm 100.000 đồng. Đây cũng là mức cao nhất của giá vàng SJC từ trước tới nay. Công ty SJC cũng giãn rộng biên độ chênh lệch giá mua vào bán ra lên tới 2,4 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại tiếp tục duy trì ổn định quanh 73,1 triệu đồng mỗi lượng mua vào, 74,8 triệu đồng mỗi lượng bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý này chốt tuần giao dịch ở mức 2.301 đô mỗi ounce, tiếp tục ổn định trong vài ngày qua sau khi lao dốc từ vùng đỉnh lịch sử 2.410 đô mỗi ounce. Quý vị đang nghe podcast 11 giờ 30 của Báo Người Lao Động, sau đây là phần tin quốc tế. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto chỉ trích phát ngôn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng gửi quân tới Ukraine, đồng thời cảnh báo động thái này có thể châm ngòi xung đột hạt nhân toàn diện. Phát biểu với đài LCI Pháp hôm mùng 2 tháng 5, ông Szijjarto cho rằng chính những bình luận của nhà lãnh đạo Pháp đã góp phần làm tình hình leo thang căng thẳng. Nhà ngoại giao này nhấn mạnh, nếu một thành viên NATO triển khai lực lượng bộ binh, đây sẽ là một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga, sau đó sẽ là thế chiến thứ ba. Theo đài RT, ông Macron đã đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc trả lời phỏng vấn The Economist được công bố hôm mùng 2 tháng 5, nhấn mạnh những tuyên bố trước đó về khả năng triển khai quân đội Pháp tới Ukraine. Tổng thống Pháp cho biết những đề xuất ban đầu của ông, vốn được đưa ra vào đầu năm nay, là lời cảnh tỉnh mang tính chiến lược đối với những người đồng cấp. Ông gợi ý rằng Paris có thể triển khai quân đội nếu Nga phá vỡ tiền tuyến và nhận được yêu cầu trợ giúp đến từ Kiev. Ông John Dean, cựu kiểm tra viên chất lượng của một nhà cung cấp linh kiện cho hãng Boeing, người từng nêu lên mối lo ngại về an toàn của máy bay 737 MAX, đã qua đời. Sirius Aero Systems Holding Inc., công ty sản xuất các bộ phận máy bay cho Boeing, gửi lời chia buồn với gia đình ông John Dean, cho rằng đây là sự mất mát đột ngột đối với những người thương yêu ông. Tờ Sector Times dẫn lời chị của ông Dean, bà Karol cho hay ông nhập viện 2 tuần trước, sau khi gặp các vấn đề về hô hấp, ông chống chọi với bệnh viêm phổi và MRSA, một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng do vi khuẩn. Ông Dean trước đó đã đưa ra lời khai trong vụ kiện của cổ đông Spirit và cũng đệ đơn khiếu nại lên Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA, cáo buộc hành vi sai trái nghiêm trọng của ban quản lý chất lượng cấp cao đối với dây chuyền sản xuất dòng máy bay 737 tại Spirit. Theo các phương tiện truyền thông, cái chết của ông Dean, 45 tuổi, diễn ra sau cái chết của một người tố giác Boeing khác là ông John Bonnet, người qua đời vì vết thương tự gây ra hồi tháng 3. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình, Mỹ Quyên, Quốc Thắng xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.